thanh niên đi giật đồ quên coi ngài và cái kết. Ôi giời ơi. Hả? Rồi rồi, tới công chuyện này. Vâng, mọi người cùng chú ý vào tình huống này. Lúc này, thanh niên xuất hiện chạy kè theo chiếc AB. Và chuyện gì đến cũng đến. Ủa? Gì vậy? Ủa gì vậy? Rồi rồi, mày xong rồi. Mời đến. Mày không thoát được đâu con trai. Qua sự việc này, mọi người ra đường nhớ cảnh giác để bảo vệ bản thân cũng như tài sản của mình. Còn thanh niên thì có cái kết thật xứng đáng và nhớ đời. Không làm mà muốn có ăn thì lên phường nhé. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hãy bấm đăng ký kênh để xem những tin tức hấp dẫn nhé.